Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với LC Thiên Đường Quần Màu Nam Đẹp. Chúng tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu, sản xuất, bán buôn bán lẻ các mẫu quần jean nam số 1 trên thị trường hiện nay. Trước khi vào video thì các bạn đừng quên ấn like, đăng ký kênh và bấm chuông để cập nhật những mẫu sản phẩm mới nhất, hot nhất trên thị trường các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ lên cho các bạn một mẫu quần bò nam ống suông để chơi Tết thì cực kỳ là thích hợp luôn các bạn ạ. Các bạn biết rồi đấy, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết rồi. Bây giờ chúng ta lên đi tìm kiếm và mua những mẫu quần đẹp để chơi Tết đi là vừa. Đây trên tay mình đây là một mẫu quần Burberry. Các bạn để nhìn thấy ở đây chúng ta có logo của thương hiệu này, vô cùng là nổi tiếng luôn các bạn ạ. Ở đây chúng ta có một chiếc tag làm bằng da cao cấp nha các bạn nhé, và được may vào quần ở hai cạnh. Ở đây chúng ta có thể luồn thắt lưng qua. Đó, nhìn cực kỳ là chất và cực kỳ là sang luôn. Mẫu quần đây thì mặc đi chơi Tết không còn gì để bàn cả. Phía dưới đây chúng ta có túi quần rất là rộng rãi, rất là to luôn, thể bỏ vừa được ví tiền. Và trên túi chúng ta được dập chữ nổi tên của thương hiệu nha các bạn nhé. Và đây là năm ra đời của thương hiệu này. Nhìn vô cùng là đẹp luôn các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn thấy túi quần rất là rộng và được may vào những đường chỉ đôi vô cùng chắc chắn. Đường chỉ màu vàng vô cùng là nổi bật trên cái tông màu xanh này. Rồi thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem phía bên trong. Ở bên trong của chiếc quần đây thì các bạn có thể nhìn thấy là ở hai bên đùi chúng ta được gót rất là sáng luôn, nhìn vô cùng là nổi bật với những đường gót ngang nữa này. Đó, nhìn rất là trẻ trung. Màu sắc thì vô cùng là tươi tắn. Mẫu quần đây thì rất là phù hợp với những bác có tuổi trung niên thì mặc vào nhìn sẽ chảy ra rất là nhiều. Ở dưới đây chúng ta có ống quần là mẫu quần ống suông, nên là ống cực kỳ là rộng rãi luôn nha các bạn nhé. Rất là rộng và mặc vô cùng là thoáng mát. Đó, cũng vận động mạnh thì cũng không sợ bị bục rách hay là bị gò bó chật trội gì hết, vô cùng là thoải mái. Những đường chỉ may thì vô cùng là đều, rất là thẳng vì được sử dụng công nghệ may tân tiến nhất. Rất là đẹp, rất là chi tiết. Đây ở phía bên trong thì các bạn để nhìn thấy này, những đường chỉ may của chúng ta vô cùng là đều, nhìn rất là tuyệt vời. Ở phía bên trên đây thì chúng ta có túi quần với những chiếc đinh tán làm bằng kim loại, và đinh tán của chúng ta thì cũng được điêu khắc chữ rất là chi tiết và tỉ mỉ luôn các bạn ạ. Đó, hầu hết đều là những đường chỉ đôi rất là chắc chắn. Túi quần thì vô cùng sâu và rộng, có thể bỏ vừa những mẫu điện thoại lớn nhất. Túi quần của chúng ta được thiết kế bằng một lớp vải màu trắng mỏng nhưng mà vô cùng mềm mại. Tuy mỏng như vậy nhưng mà rất là chắc chắn và bền bỉ nhé các bạn nhé, không thể nào bị bục được, rất là an toàn. Ở đây chúng ta được thiết kế một cái túi nhỏ, túi phụ có thể bỏ vừa những vật dụng nhỏ cực kỳ tiện lợi. Đây chúng ta có khuy quần được làm bằng kim loại rất là sáng, được khắc chữ này, nó nhìn rất là chi tiết, nhìn rất là sang. Có quần của chúng ta thì được làm bằng đồng nguyên chất 100%, không thể nào bị han gì được. Kéo thì vô cùng là trơn tru. Đó, các bạn thấy mình kéo đấy, rất là trơn, không một chút gợn nào cả, kéo rất là sướng tay luôn, rất là tuyệt vời. Mình rất là thích những cái khóa quần mà kéo nó mượt như vậy. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là chất liệu vải cực kỳ là tốt luôn, 100% là cốt tông, không có giãn, không phai màu và không sổ lông. Vải này thì cực kỳ là bền và giữ màu rất là tốt, không thể nào bị phai màu được. Anh em sử dụng chất liệu quần có vải này thì rất là bền, sử dụng được rất là nhiều năm. Đó, khoảng 5-10 năm sau vẫn như mới. Nếu các bạn để nhìn thấy những đường chỉ may của chúng ta rất là dày dặn nha, rất là chắc chắn luôn, rất là bền, cực kỳ là tốt. Những anh em mông to mặc vào thì vận động mạnh rất là yên tâm. Đây chúng ta có một chiếc tag của thương hiệu, ghi tên thương hiệu ấy các bạn ạ. Đó, nhìn rất là đẹp. Những đường chỉ may trong này thì được hoàn thiện cực kỳ là tốt luôn. Đây các bạn để nhìn thấy này, nó rất là đều, rất là tinh tế và rất là ít chỉ thừa luôn đấy, hầu như là không có chỉ thừa. Ở đằng sau chiếc quần đây thì các bạn thể nhìn thấy ở hai bên mông của chúng ta thì đầu gót rất là sáng và những đường gót ngang này. Túi quần thì rất là rộng rãi và cân đối luôn. Nó có thể vừa ví tiền và những đường chỉ đôi rất là chắc chắn và dày dặn. Mẫu quần này thì được thiết kế theo phong cách trưởng thành và màu sắc thì vô cùng là tươi trẻ, rất là phù hợp với những bác có tuổi trung niên, mặc vào thì vô cùng là thích hợp. Mẫu quần đây nhìn rất là chất và nhìn rất là sang. Mẫu quần này mà mặc đi chơi Tết hoặc là đi dự những bữa tiệc, đi chơi, đi làm cũng rất là phù hợp, vì nó không có những điểm nhấn quá là nổi bật hay là quá là đặc sắc gì ở đây cả, rất là tuyệt vời. Nếu các bạn muốn sử dụng mẫu quần Burberry ống suông này thì hãy liên hệ ngay cho LC qua số Zalo và số điện thoại mình để phía bên dưới màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.